nhiều ý kiến thì cho rằng là uh, ngành thiết bị y tế của Việt Nam uh, sản xuất ra những thiết bị mà chỉ dùng một lần và chúng ta chưa thực sự làm chủ được công nghệ thế nhưng mà qua một giai đoạn phòng chống dịch um, rất là quyết liệt như hiện nay thì có lẽ là ý kiến này cũng không được chính xác lắm đúng không ạ, tiến sĩ Lê Thanh Hải? Uh, cái này thì rõ ràng là không được chính xác lắm. Mà phải nói thế này. Tức là cái ngành sản xuất trang thiết bị y tế là một ngành rất đặc thù, tức là ngành từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đưa ra lưu hành thị trường hay là khai thác sử dụng nó cũng đều có những quy định rất ngặt nghèo. Tức là nếu như mà các nhà doanh nghiệp sản xuất về trang thiết bị y tế thì nó phải đáp ứng được các cái yêu cầu một cái chế định bắt buộc. Ví dụ như là Việt Nam ta Việt Nam của chúng ta thì cũng đã quy định là các cái doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế nó phải đủ những điều kiện tiên quyết. Ví dụ như là về nhân lực, về vật lực và về cả quy trình sản xuất nữa đặc biệt là phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn ISO năm, Cái đấy là bắt buộc. Và cái thứ hai nữa là phải chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình trong suốt cái vòng đời khai thác của nó. Thì nó không đơn thuần là chỉ sản xuất xong rồi anh bán ra thị trường. Như vậy là cái trang thiết bị y tế được quản lý và được nghiên cứu một cách rất cẩn trọng, rất logic, rất khoa học và mang tính trách nhiệm rất cao. Chính vì vậy là giá của trang thiết bị y tế là không thể rẻ không hề rẻ và cái đó là rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến, đến con người nó liên quan đến người sử dụng nó liên quan đến bệnh nhân và liên quan đến môi trường y tế chính vì thế cho nên các doanh nghiệp ở việt nam trong cái lúc bình thường thì họ sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà dễ đưa ra thị trường hơn còn lại thì các cái doanh nghiệp mà uh, năng lực của họ là rất thừa tuy nhiên để mà upline mà phát triển được cái ngành công nghiệp trang thiết bị trong nước thì cái điều kiện cái điều kiện nó rất là ngặt nghèo, cho nên là vừa rồi là covid xảy ra thì các doanh nghiệp đã dẹp bỏ những cái những cái mục tiêu khác và đưa ra một cái mục tiêu là phải sản xuất trang thiết bị y tế đưa ra thị trường. Thế thì ở đây không chỉ là những cái đồ trang phục phòng dịch như khẩu trang, trang phục phòng dịch và căng tay những đồ thiết bị sử một lần đâu, mà một anh thuận của công ty mecom automation đây là một minh chứng về việc là anh ấy, anh ấy dẹp bỏ một số cái dây chuyền sản xuất khác để anh đưa vào nghiên cứu và sản xuất ra những thiết bị công nghệ rất cao và đặc biệt là chúng tôi đánh giá rất cao về cái máy ba cái máy thở của công ty Meco Automation và tôi biết rằng là anh Thuận sẽ không dừng lại ở đó anh sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái dòng máy thở cao hơn và hoàn toàn là đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng bởi vì ở đây là khi mà bên uh, Meco Automation hay là một số nhà sản xuất ấy, tức là khi mà anh nghiên cứu anh đưa sản xuất ra một loại dòng thiết bị trang thiết bị y tế ra để đưa ra để phụ ngành y tế thì nó phải xuất phát từ yêu cầu của các thầy thuốc yêu cầu ngành y tế và qua quá trình nghiên cứu thì chúng tôi là chúng tôi với lại Meco Automation là một điển hình của kết hợp giữa một đơn vị nghiên cứu với lại doanh nghiệp và chúng tôi đã đưa ra được các đầu bài và chúng tôi đã xin ý kiến của các nhà sử dụng là các thầy thuốc đặc biệt là uh, của các cái thầy thuốc trong phòng chống Covid vừa rồi và uh, chúng tôi đã nghiên cứu ra những cái tính năng của cái dòng máy thở mà có thể đáp ứng được trong cái điều kiện điều trị Covid đặc biệt ở cái tầng 1 và tầng 2 của Bộ Y tế để ngăn ngừa những cái bệnh nhân trở nặng. Thì đây là một cái nội dung khá là thú vị và đáp ứng được cái yêu cầu của cái điều trị bệnh nhân tầng 1 và tầng 2 theo quy định của Bộ Y tế. Và uh, tiếp tục theo những cái yêu cầu mới về những cái dòng sản phẩm cao hơn thì tôi tin rằng là với các tư duy và những kiến thức cũng như là cái nội lực của ngành sản xuất công nghiệp trong nước sẵn sàng là có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Dạ vâng. À, vậy thì dưới góc độ là một nhà nghiên cứu và sản xuất thì anh thuận có quan điểm như thế nào về cái quan điểm vừa rồi ạ? À, thực ra thì đúng là tôi có tham gia rất nhiều cuộc họp hội thảo liên quan đến cái việc mà sản xuất trang thiết bị y tế trong nước thì phải nói thẳng thật là khi mà nghiên cứu bắt tay vào nghiên cứu một cái sản xuất một thiết bị y tế đòi hỏi mà đặc biệt là công nghệ cao ấy thì đòi hỏi cái, cái việc đầu tư rất là lớn phải nói đầu tư rất là lớn thì cái việc đầu tư lớn này nó mang lại rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp tại vì đầu tư không phải nó lúc nào cũng nghiên cứu cũng thành công được một sản phẩm tốt để đưa ra thị trường thế nhưng mà cái cái rủi ro lớn hơn nhất của các doanh nghiệp mà khi mà đầu tư vào cái trang thiết bị y tế đó là cái đầu ra nếu mà chúng ta chỉ sản xuất những cái thiết bị những cái linh kiện tiêu hao ví dụ như là khẩu trang hoặc là những cái đồ bảo hộ trong nước ấy, thì cái nhu cầu sử dụng rất là cao thì chúng ta có thể tự cung tự cấp trong nước được nhưng mà chúng ta sản xuất các thiết bị y tế mà mang tính chất công nghệ cao ấy mà chúng ta không đầu ra thì cái việc đấy rất là rủi ro do cho doanh nghiệp tại vì chúng ta phải đầu tư rất nhiều chi phí về con người về về tài sản cũng như thời gian nữa Để như vậy cái hiện trạng như hiện nay thì đúng là chúng ta đang sản xuất những cái thiết bị y tế mang tính chất là nguyên vật liệu tiêu hao nhiều hơn là cái trang thiết bị công nghệ cao trong nước chính vì vậy về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thì cũng mong muốn là bộ y tế cũng như cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện cũng là cũng cũng hỗ trợ cái việc đầu ra chúng tôi để chúng tôi có thể nghiên tâm nghiên cứu hoặc có những đề bài cụ thể chúng tôi hoàn toàn có thể chủ động sản xuất tiếp cận công nghệ cũng như là nhận chuyển ra công nghệ từ nước ngoài thế nhưng mà chúng tôi chúng tôi mà không có đầu ra thì cái việc mà nghiên cứu sản xuất những cái thiết bị y tế đặc biệt là công nghệ cao thì thực sự khó khăn Nên, tuy nhiên À, như chúng, như bạn biết ấy, thì công ty cũng sản xuất máy thở máy thở chúng tôi là công nghệ cao chứ không phải máy thở đơn giản tại vì ngoài cái tính năng à, chức năng máy thở ra thì chúng tôi cũng dùng công nghệ IoT thì công nghệ đấy ấy, thì không những à, người nhà của bệnh nhân bác sĩ có thể là quan sát bệnh nhân qua điện thoại qua ứng dụng trên điện thoại qua màn hình giám sát và có thể biết được tình trạng bệnh nhân cũng như là điều khiển máy thở làm sao phục vụ phù hợp nhất với bệnh nhân thì đây là những cái tính năng rất là tốt mà rất là áp dụng công nghệ cao vào trong sản phẩm. Thế đây là một minh chứng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, có thể sản xuất các thiết bị y tế công nghệ cao ở trong nước. Dạ vâng. Ừ. À, như là anh Thuận cũng vừa chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động đúng không ạ? Và cái tiềm năng của ngành thiết bị y tế của Việt Nam cũng rất là lớn. Thế tuy nhiên thì cũng có một số rủi ro cho doanh nghiệp như là anh Thuận cũng vừa chia sẻ. Vậy thì theo tiến sĩ Lê Thanh Hải, chúng ta gặp phải những cái khó khăn và những cái thách thức nào ạ? Thực ra thì trong cái quá trình hòa nhập WTO thì cái chuyện um, tạo ra những cái rào cản thương mại quá mức quá mức cần thiết uh, những cái rào cản kỹ thuật trong thương mại quá mức cần thiết theo cái hiệp định tbt thì chúng ta đã biết là chúng, khi chúng ta gia nhập wto chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu này do đó là không phải là uh, các nhà quản lý là đặt luôn ra đầu bài là chúng tôi cần bao nhiêu cái loại thiết bị này mà chúng tôi hoàn toàn phải đáp ứng được các yêu cầu tức là phải không phân biệt đối xử giữa hàng ngoại nhập và hàng sản xuất trong nước trong nước. Tuy nhiên thì Bộ Y tế cũng đã có những cái văn bản quy định về cái nội dung này và cũng có cái xu hướng là nếu như mà các nhà sản xuất trong nước mà hoàn toàn đáp ứng được các cái tiêu chuẩn và các cái yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật thì hoàn toàn là doanh nghiệp hoàn toàn có cơ hội để đáp ứng được các cái yêu cầu của ngành y tế, đặc biệt là cung cấp hàng hóa, ví dụ như thông tư 14 đặc biệt trong cái nghị định 98 về quản lý trang thiết bị y tế tới nay tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 sẽ có chính thức có hiệu lực thì cũng có một cái dòng là ưu tiên sử dụng các trang thiết bị sản xuất trong nước. Thì đây cũng là một cái chính sách lớn của Đảng và nhà nước, đặc biệt là đây là nghị định chính phủ nên là sẽ đem lại một cái thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Và một cái đòi hỏi nữa là gì? Khi mà từ trước đến nay có khoảng độ 10.500 cái chủng loại trang thiết bị y tế hiện nay đang được khai thác sử dụng ở Việt Nam. Mà các doanh nghiệp sản xuất trong nước hiện nay sản xuất ra không quá 1.000 loại. Mà trong đấy thì chủ yếu là các cái dòng thiết bị đơn giản. Những cái dòng trang bị cao thì hầu như là mới được sản xuất được cái máy x quang, kỹ thuật số, những cái máy thở như là công ty Meco Automation, như là máy thở của Vinsmart, hay là hàng sản xuất nước ngoài thì, thì nhiều lắm và các cái loại trang thiết bị y tế khác tuy nhiên là số lượng còn đang rất là ít và người ta đang so sánh về cái việc là uh, cái chất lượng ở sản xuất trong nước với nước ngoài như thế nào thì hiện nay ấy, thì chất lượng sản xuất trong nước thì đang ngày càng được nâng cao do là nâng cao cái hệ thống tiêu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam về trang thiết bị y tế và cái khi mà trong quá trình xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn về trang thiết bị y tế này thì chúng tôi có là cơ quan được xây dựng cái tiêu chuẩn này thì hiện nay chúng ta đang xây dựng theo hướng là bắt kịp với lại hệ thống tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là hệ thống tiêu chuẩn ISO và theo một cái hướng gọi là chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế như vậy là tất cả các tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị y tế hoàn toàn là tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế và theo như các quy định của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn là khuyến khích áp dụng và các doanh nghiệp này muốn đáp ứng được các cái yêu cầu sử dụng trong nước cũng như đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu thì buộc phải áp dụng những cái tiêu chuẩn ít nhất là tiêu chuẩn quốc tế hay hay tiêu chuẩn Việt Nam về cái lĩnh vực về cái trang thiết bị họ phải sản xuất cho nên là đây hoàn toàn là cái ngành sản xuất trang thiết bị y tế Việt Nam là còn non trẻ và cần phải được định hướng cần phải được khuyến khích cần phải xây dựng các chính sách phù hợp để thúc đẩy cho cái việc sản xuất này và đây là một cái ngành sản xuất rất khó phải có điều kiện cho nên là điều kiện về nhân lực điều kiện về vật lực và điều kiện về chính sách thì phải đi đồng bộ với nhau thì mới đáp ứng được các cái yêu cầu về sản xuất và tôi thì tôi cho rằng là việt nam là còn rất nhiều tiềm năng đặc biệt là công nghệ về công nghệ iot công nghệ it và hiện nay thì rất nhiều các cái nhà sản xuất của nước nước ngoài cũng đã sản xuất các doanh nghiệp nước ngoài đã sản xuất trong Việt Nam thì chúng ta có thể có thể thừa hưởng được các cái hệ thống sản xuất đã, sẵn có để mà tập trung vào nghiên cứu thiết kế chế tạo ra các sản phẩm trang bị y tế hoàn toàn tương đương với quốc tế nên tôi nghĩ rằng tương lai của sản xuất trong nước sẽ là một tương lai rất là tốt đẹp.